Nhà thuốc cho tôi hỏi là vừa rồi tôi có đi xét nghiệm tổng quát thì lượng đường huyết của tôi lên cao 8.0 mmol trên lít và tôi đang dùng thuốc Tây. Nhà thuốc vui lòng cho tôi hỏi là trường hợp của tôi thì có dùng được cây dây thiều canh hay không và có cần phải kết hợp thêm cây thuốc gì nữa hay không. Mong nhà thuốc tư vấn giúp tôi. Chào bạn, đối với trường hợp của bạn thì kiên trì sử dụng cây dây thiều canh kết hợp với cây giảo cổ làm sắc uống hàng ngày thì sẽ có tác dụng rất là tốt. Liều dùng kết hợp như sau: cây dây thiều canh 25g, giảo cổ lam 25g. Hai vị thuốc trên bạn đun với 1 lít nước, đun cạn còn khoảng 500ml nước và chia làm 3 lần uống sau bữa ăn 15 phút. Đã có rất là nhiều bệnh nhân ổn định được lượng đường huyết nhờ phương pháp sử dụng kết hợp hai vị thuốc này. Bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.